Úi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, không biết là từ đâu ra mà trên trái đất này xuất hiện nhiều nhện thế à các bạn ơi. Mà toàn là nhện hoang thôi. À thế nhưng mà mình nhớ rồi, mình có con nhện ấy siêu đặc biệt. Con nhện này của mình ấy là có thể nghe lời chỉ huy của mình đấy các bạn ơi. Có thể sử dụng để diệt hết mấy con nhện hoang này. Ồ được đấy. Vậy các bạn ấy phải nuôi nó lớn. Mà làm sao để nuôi nó lớn? Phải cho nó ăn các bạn ạ. Vậy ăn như thế nào? Các bạn hãy nhớ theo dõi và nhớ like để con nhện của Hà Sám siêu to khổng lồ giải cứu trái đất nha. Ha ha ha, đây chính là con nhện của ta. Cho nhầm. Không phải là cái con nhện ấy mà mắt nó sáng quắc vàng khe đâu các bạn ơi. Cái con bé giống cái con kiến này nè. Đây nè. Trời đấy. Bây giờ là nó đi ăn này các bạn ơi. Trời. Wow, hóa ra cái con nhện của mình đang ở level 1 các bạn ơi. Rồi xong. Xong rồi đấy. Hóa ra cái con nhện của mình nó là cái con nhện bé xíu các bạn ạ. Rồi ôi, thế mà thánh nổ. Mình cứ tưởng là con nhện của mình to chứ, nuôi lâu rồi mà hóa ra nó bé xíu. Bởi vì mình ít cho ăn. Và lần này là nó sẽ đi ăn trên đường hay là gặp các con nhện ấy, bằng nó là nó sẽ ăn được các bạn ạ. Nhưng mà những con nhện lớn hơn thì sao? Thì né ra nha, né ra. Không là vào miệng mấy con nhện to hơn đấy, làm mồi cho nó đấy. Nguy hiểm lắm. Biết cách chơi rồi, bây giờ mình sẽ cho con nhện của mình khám phá đây. Trời, né nè. Rồi. Hất nè. Ui, con này nó di chuyển được các bạn ơi. Rồi, ok. Còn có cả bẫy này các bạn ơi. Bẫy dày này của con người này. Nhưng mà mấy cái bẫy đấy mình đang giúp mọi người thì chắc là mấy cái bẫy đấy nó không sao đâu các bạn nhỉ. Tí nữa là mình sẽ vào đấy xem. Trời, đi ăn từ đầu đến cuối các bạn ạ. Ăn sạch xanh mà không bỏ sót cái gì. Cuối cùng vẫn bé như cái kẹo mút. Là sao ta? Nhiều quá trời. Và cuối cùng là sao? Đi đến đấu trường để đấu mấy con nhện hoang kia, mấy con nhện độc kia, thì cuối cùng ấy bị nó sơi tái luôn rồi. Lần này nha, là quyết tâm này các bạn ơi, là phải ăn làm sao mà ăn cho nó cố vô, cho nó lớn đi các bạn. Ui, mình được lên level 2 rồi các bạn ơi. Thế là mình ăn được con nhện đỏ hả? Wow. Ui, nhện đỏ chính là ta. Ui, thành con nhện đen rồi các bạn ơi. Level 3 mà mông mình có cái gì cơ? Né cái con này ra các bạn ạ. Bởi vì con này level 4 nè. Mà mình lao vào nó là mình chết toi. Mình level 4 rồi, mình ăn được nó luôn nè. Trời ơi, cái con này level 5. Wow, vậy là mình có thể hạ gục được rất nhiều nhện. Mà mình mới dừng ở cái ô nhân 5 thôi. Ô nhân 5 là sao? Phía trước kia kìa có rất nhiều con nhện độc. Nó còn to, nó còn khủng khiếp hơn. Mình không thể nào chỉ dừng ở ô nhân 5 được. Mình phải cố lên, đúng không các bạn? Mình đã lên một cấp nữa rồi các bạn ơi. Đó là level 3. Mông của mình kìa các bạn ơi. Trời ơi, mông là còn hình trái tim nữa các bạn ạ. Ui, cái con level 7 này nó còn di chuyển được này các bạn ơi. Rồi, mình phải tránh nó ra nha. Rồi, thấy nó đi bên phải là mình phải né nó ra bên trái. Bởi vì mình đừng có mà đến gần nó sơi mình luôn. Ok, bây giờ mình tại sao từ nãy giờ mình vẫn có level 3 này các bạn. Ui, trời, vẫn level 3 này các bạn ơi. Không thấy lớn hơn chút nào luôn ý. Nào, cố lên nào, để xem là có lớn hơn chút nào. Ui, không lớn hơn chút nào. Vậy là lần này ở level 3 chắc chắn là ở tầng thấp rồi. Biết ngay mà. Nâng cấp level nữa nè. Nâng cấp level nữa nè. Có cái con nó level 11 các bạn ạ. Kinh khủng luôn. Con này nó siêu to khổng lồ. Cái con này level 7 phải né này. Oh yeah. Level 6 là mình ăn được luôn nè. Vô đây. Yeah. Các bạn ơi, Hà Sam biết ấy là các bạn ấy cũng muốn ấy diệt trừ những cái lũ mà nhện độc này đúng không các bạn? Chính vì vậy các bạn ấy đúng ý tưởng với Hà Sam luôn. Các bạn ấy cùng Hà Sam like video này cho Hà Sam nha. Để Hà Sam ấy có thể là mình chiến thắng được cái lũ nhện độc này, đúng không các bạn? Ok, này, bây giờ này, cố lên nè. Rồi ôi, level 5 nè. Rồi, đi nè. Ui, đấy, con level 11 đấy các bạn ơi. Nãy mình vô vào nó đấy các bạn ơi. Khủng khiếp luôn. Hình như là nó tiêm thuốc độc vào người mình rồi ấy sao ấy. Thật ra là mình cứ mãi mới lên được cái level luôn ý. Mình đi nè. Mình đi này các bạn này, đấy các bạn thấy chưa, đấy ôi nó vô vào người mình. Trời ơi,
ở đằng sau của nó hình như là như kiểu là có bộ não đây này, đây này, đây này, trời đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Kinh khủng luôn. Wow! Mình đã được đến ô nhân 9 rồi. Yeah! Chắc hẳn ở đây rất nhiều bạn đã like video này cho mình, thế nên là mình mới được ô nhân 9 đấy. Trời ơi, hạnh phúc dâng trào. Hiện tại mình đang ở level 7. Đối đầu với mình là những con level 8, level 9 hoặc level 10. Là những cái con siêu to hơn đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình level 7 rồi nè. Wow, yeah, level 8 luôn nè. Cái con này này, trời ơi, con này phải tránh nè. Con này phải tránh nè rồi các bạn ơi. Yo, level, ui trời ơi, mình đánh mất một con 10 rồi. Level 9 luôn, wow. Các bạn ơi, bây giờ mình siêu to khổng lồ. Ui ui, có con level 13, sợ chưa nè. Sợ quá đi các bạn ơi. Rồi rồi, chào, yeah. Mình đi vào đây rồi các bạn ơi. Cái con này nhận chúa nè. Gừ. Quên hãy đợi đấy. Nhưng mà hình như mình bé hơn đó các bạn ơi. Các bạn ơi, dành ra 5 giây kéo xuống dưới like video này cho Hà Sam. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký cho Hà Sam đi, để Hà Sam chiến đấu với nó nè. Rồi, bắt đầu. Yeah. Ui, con nhện này của mình. Nhện của mình tuy bé hơn con nhện chúa kia, nhưng mà nó biết phun lửa các bạn ạ. Đúng là trong game khác các bạn ơi. Ngoài đời không có con nhện nào mà biết phun lửa phù như vậy cả đâu. Bỏ tiền rồi, mình lại nâng cấp level các bạn ơi. Wow! Bây giờ mình level 9 nè. Level 10. Level 10 luôn rồi các bạn ơi. Nhìn mình ngầu chưa? Mình siêu to khổng lồ chưa các bạn? Ôi giời ơi, mình level 11 này, nói khiếp này các bạn ơi. Level 12 luôn. Ôi, level 13 luôn các bạn ơi. Trời ơi, level to dễ lên ầm ầm luôn. Ui, mình level 14 luôn nè các bạn ơi. Khủng khiếp chưa? Wow. Vô đây bây giờ ơi. Tại sao nhìn mình vẫn bé hơn con nhện này nhỉ? Tại sao nhỉ? Trời ơi, mình phải phun lửa. Mình phun lửa. Yeah! Mình lại lập một kỷ lục mới. Lần này mình ở level 14 nè các bạn ơi. Trời ơi, nó siêu to, nó khủng khiếp, dã man con ngan luôn. Đang ở level 10 to như thế này thì còn sợ gì nữa. Trời ơi, nhìn cái con level 14 mình vẫn sợ các bạn nha. Tí nữa thì mình nôn các bạn ạ. Bởi vì mình sợ quá mà. Ôi giời ơi, gặp level 3 nhìn dễ thương nè. Rồi ok nè, đi nè. Trời ơi, mình level 11 rồi các bạn ơi. Trời, cái con level 14 kìa. Nhìn nó khiếp kinh khủng luôn. Ôi giời ơi, chứng tỏ là sao các bạn ơi? Chứng tỏ là sao? Là cái con nhện chúa này nè, dễ hạ gục kinh khủng luôn. Đây này, mình phun lửa nó có biết làm gì mình đâu. Nhưng mà mấy cái con thuộc hạ của nó mới gọi là kinh khủng. Yêu ơi, động vào nó nha. Là tụt level luôn. Mãi thậm chí là còn ui số còn level 1 mà thậm chí là bị nó nuốt luôn ấy các bạn ơi, sợ lắm. Ok, rồi tiếp nha. Để xem ấy là lần tới là mình nâng cấp level tiếp. Nâng cấp nè, rồi. Để xem lần này là mình sẽ to và mình biến đổi thành con gì nào. Level 12 luôn. Ôi giời ơi, cái con này có bộ não kinh quá các bạn ơi. Con này dễ thương nè. Con level 13 dễ thương. Ui, cái con 14 này nhìn nó gai góc quá. Nhìn nó giống như là cua hoàng đế các bạn ạ. Trời ơi, nhìn con nhện liên tưởng đến cua hoàng đế. Rồi, vô đây. Đọc. Ngay sai ấy, lại gặp nhện chúa rồi. Phun lửa. Yeah! Vừa rồi thì Hà Sam ấy đã sử dụng con nhện ấy, thuần hóa của Hà Sam để đi diệt trừ những con nhện độc tàn ác khác các bạn ạ. Nhưng mà đây chỉ là ở trong game thôi các bạn nha, chứ còn hoàn toàn không có ở ngoài đời thực đâu. Mà ở ngoài đời thực ấy, nếu mà chúng mình ấy gặp được những cái con nhện ấy mà mang nhiều màu sắc hoặc là những con nhện kỳ lạ thì chúng mình phải tránh xa ra nha. Bởi vì rất có thể là chúng có độc đấy. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye các bạn.